Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Ôi. Cẩn thận được. Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, vừa rồi thì cháu Lực có đi xuống nhà của em Hưng mồ côi đấy cô bác. Đấy, nhưng mà không may là không có gặp em ở nhà. Đấy, thì hỏi bác, bà hỏi bác thì nói rằng là em ấy đi cắt cỏ, thì không biết là em đi cắt cỏ để đem đi bán hay là cắt cỏ cho bác. Vừa rồi thì cháu Lực di chuyển từ bên kia sang thì nhìn thấy em Hưng là một cái bóng dáng nhỏ nhỏ là đang cắt cỏ dần khần cái khe bờ suối kia của bác. Còn bây giờ thì đi xuống chỗ em Hưng xem là hỏi em ấy ra đây lấy cỏ là lâu chưa. Hưng ơi, lấy cỏ đấy à? Thấy em Hưng là trả lời bên kia rồi các bác. Thấy là đi thì cũng không có mặc theo áo dài tay gì sao ấy. Lấy cỏ hay làm gì ấy? Lấy cỏ à? Ra đây lâu chưa? Lâu rồi à? Ôi ôi, có vẻ khe suối này thì không biết là đến cái muôn có nước thì không biết là có nhiều nước không. Anh chào Hưng nha. Đây cắt cỏ lâu rồi à? Thế là không đi cắt cỏ khác à, cắt nguyên cỏ dại thôi à? Cỏ này thì cắt để đem đi đi đâu? Đi cho bò. Đi cho bò à? Vâng. Bò này thì là em tự có hay là hộ nhà bác thì bác cho tiền. Hộ nhà bác là thì bác cho tiền à? Vâng. Thế là buổi tối là ăn cơm rồi nhà bác là hôm nay ấy. Vâng. Ủa sao là ra đây khá lâu rồi của bác này, toát hết cả mồ hôi này. Đấy, Hưng chào tất cả các ông các bà đi. Cháu Hưng chào công các bà. Rồi. Đi không mặc áo dài tay à? Áo dài tay để đâu rồi? Cười ra đi. Nóng quá thì bỏ ra. Thế là Hưng là định cắt đến mấy giờ thì em mới đi về? Đến chắc tầm tối. Đến tầm tối mới về à? Ừ. Ồ. Thế cắt ra đến đủ bó thì mới về đúng không? Vâng. Bây giờ thì ở nhà của em Hưng ấy cô bác thì không có một con vật nuôi gì. Em ấy bảo là đi vào trong rừng để cắt cỏ là lấy đi cho bác. Thì bác sẽ cho tiền em Hưng và đồng thời đó thì là cũng buổi tối là cho em Hưng là ăn cơm cùng nữa. Bây giờ thì cái cuộc sống mà sau khi bố của Hưng ra đi thì một mình là tự làm lũ mọi cái thôi, đi kiếm tiền để mà nộp tiền ngân hàng mọi cái nữa cô bác ạ. Thế thì mỗi lần là đi cắt về này thì bác cho bao nhiêu tiền? 20.000 thôi. Cho 20.000 thôi à? Vâng. Cái hộ bác cắt một bó cỏ thì cũng không có được là nó không to mấy đâu cô bác ạ. Nhưng mà đi cắt thì nó chỉ gọi là tốn thời gian thôi. Nếu mà Hưng đi lấy cỏ này thì độ tầm là mấy giờ thì Hưng về? Chắc tầm gần tối. Gần tối là mới về à? Thế tiền lúc mà lấy tiền về thì là để cho bác cầm luôn hay là mình tự cầm? Hôm qua nộp lãi ngân hàng hết rồi. Hôm qua nộp lãi ngân hàng á? Vâng. Thế là bác là hộ nộp hay là em tự nộp? Bác cũng ở gần thì bác cầm cho người ta luôn. Bác cầm cho người ta luôn à? Vâng. Thế nhưng mà nộp này thì có giấy tờ gì không đấy? Không à? Ừ. Đấy là cái khoản vay ở ngoài hay là khoản nào? Ngoài. Khoản ngoài à? Ừ. Thế chắc là khoản ngoài thì là người ta mới lấy. Còn bây giờ hiện tại là khoản trong ngân hàng ấy thì chắc là Hưng chưa đủ tuổi. Thành ra là người ta chưa có về thu các bác. Hôm qua là em nộp bao nhiêu tiền? 400.000 ạ. 400.000 à? Vâng. À. Khoản chưa đủ phải mượn bác một ít nữa. Chưa đủ mượn bác á? Vâng. Thế mượn bác bao nhiêu tiền? 100 mấy, 120, 130. 100 mấy à? Vâng. Thế là tháng này là... Thế bây giờ là người ta vẫn bắt nộp à? Vâng, nếu mà bảo tháng sau không có là người ta lấy sổ đỏ đi. Lấy sổ đỏ á? Vâng. Sổ đỏ đất rừng đấy à? Vâng. Thế là...
Thế hôm nọ thì em không xin cho, xin bảo là mấy nữa để nó đóng nguyên tiền là gốc thì người ta không chịu à? Hay là như nào? Tiền gốc nó cao quá trả không được. Cao quá? Vâng. Thì mình bảo là mình xin trả nguyên tiền gốc thôi. Thì nó không đồng ý đâu. Nó không đồng ý á? Vâng. Rồi, thế có vẻ là rất là khó khăn đấy. Thế là tháng sau thì nếu mà bây giờ tháng sau mà em không nộp thì là người ta lấy sổ đỏ đi. Vâng. Lấy sổ đỏ đi là người ta lấy đi thì gọi là gán hết cái số nợ đấy à? Vâng. Thế bây giờ nếu mà lấy sổ đỏ đi thì em còn gì nữa đâu, đất còn gì nữa đâu. Vâng. Sổ đỏ nhà Hưng thì chắc là bây giờ còn một ít là đất rừng với lại đất nương, lại thêm mà đất ruộng nữa các bác ạ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà Hưng có bò ấy thì là vẫn còn làm được đấy, nhưng mà Hưng thì không có một con bò gì, thành ra là không có thể mà đi làm được cô bác ạ. Thành ra là ruộng đấy thì cho người ta để cho người ta làm, xong là người ta chia gạo chia thóc cho em Hưng. Thế là lúc mà vậy các bác ở dưới có phải dưới nhà của Hưng không hay là tận đâu, hàng xóm không? Dạ. Bác mà cái các bác mà bố em vay tiền ấy, coi như anh không biết là anh bây giờ anh xưng hô bằng bác hay bằng chú đấy, nhưng mà là các chú đấy là ở 26. Ở 26 á? Vâng. Ô thế xa thế? Vâng. Ừ. Không biết là trước bố của Hưng là đi vay tiền để mà giả ngân hàng của bác, nhưng mà xong đó là không có giả được thì lại lấy cái tiền đó để mà mua bò ấy, nhưng mà không may là bò lại cũng mất rồi. Thế là tháng sau là nếu mà thế bây giờ là từ đây đi là nếu mà cứ đột lái hàng tháng là nộp 400.000 thì là người ta không có thu sổ đỏ đi đúng không? Vâng. Không lấy sổ đỏ đúng không? Vâng. Hay là trước bố em mang sổ đỏ đi cho người ta rồi? Chưa. Chưa đâu đúng không? Vâng. À thế là trước là bố của Hưng thì láng của bác thì vẫn còn uy tín cho nên là người ta cho vay số tiền lớn. Đấy, nhưng mà đến bây giờ thì bố của Hưng thì ra đi rồi. Nếu mà như bây giờ mà có con bò gì thì chắc là người ta cũng kéo đi mất rồi. Đấy thì mình nói đến sổ đỏ. Thế là hôm qua đóng một tháng rồi đúng không? Ừ. Thế thì bây giờ Hưng lấy cỏ đi. Lấy cỏ xong một lúc thì anh em mình đi về. Rất là tội cô bác ạ. Một cái cậu bé mà năm nay mới có 17 tuổi thôi. Sau khi mà bố mất ấy, thì là thí dụ như là nói là trên đôi vai trái của em thì là cái khoản ngân hàng, đôi vai phải thì là cái khoản ở bên ngoài. Đấy, cuộc sống thì vẫn còn rất là khổ, không có cái gì để mà miêu tả được cái sự khổ của em Quân, em Hưng rồi cô bác ạ. Có một người bác ở gần đấy thì tuy nhiên thì bác cũng gia đình cũng khó khăn đấy, thành ra là cũng không có thể mà lo được cho em Hưng. Chỉ là giúp cho em Hưng là những cái lúc mà em Hưng ốm đau hay là cần tới cái việc gì, cần đến bác thôi. Chứ còn tiền nong thì chắc là bác cũng không hỗ trợ được nhiều. Vì các bác cũng đã nhìn thấy ngôi nhà của bác của em Hưng rồi. Một cái ngôi nhà mà cũng rất là đơn giản và rất là sột sệt. Cháu Lực còn nhìn thấy là nghiêng hẳn, còn ngang bằng nhà của Hưng rồi. Đấy, thì các bác thì vẫn có con, có cháu đầy đủ hết rồi. Cho nên là cũng không gọi là đến nỗi mà tủi quá. Thế là vừa ra đây lấy củi, vừa ra đây lấy cỏ thì suối này thì có tắm được không? Có ạ. Đó à? Vâng. À thế là ra đây là vừa lấy xong là vừa tắm luôn à? Vâng. Ừ. Thế thì anh em mình lấy cỏ một lúc đi, xong tí đi tắm một chút để cho nó. Nhưng mà có sợ không đấy? Tắm này ấy. Thế là trước kia là em đã từng ra đây bao giờ chưa? Có, mùa hè ra đây nhiều. Mùa hè ra đây nhiều à? Vâng. Thế nhưng mà ngoài cũng ra. Thế ngoài cái công việc tắm ra thì em còn ra đây để làm gì nữa không? Lấy củi đấy. Lấy củi à, lấy củi trên này à? Vâng. À. Thế còn lấy củi ra nữa thì em có từng ra suối này để mà bắt cá không? Có, trước bắt cái ao to kia. Bắt ao to kia à? Vâng. Bắt cá này thì là bắt ra để đi ăn hay là đem để đi bán? Ăn thôi, trước thì đi ăn. Bây giờ hết, gần hết cá, người ta kích nhiều, máy kích nhiều. À, thế là trước là người ta dùng cái máy kích nhiều quá, nên ra là bây giờ cá nó cũng gọi là gần hết rồi đúng không? Ừ. Thế là ở trên này là trước em hay ra đây để khai thác tổ ong à? Trên này thì có vẻ như có cây rất là cao này, chắc là trên này có tổ ong nhiều đấy nhờ? Tổ ong thì nó không phải ong mật đâu. Không phải ong mật à? Vâng. Thế là ong mật thì mỗi lần em đi đâu lấy để đi tận đâu? Đi bên trong rừng ta to đi. Bên kia suối to kia. À, suối to bên kia à? Vâng, nó có hồ hang đá thì nó mới có. À,
Ôi, thế là mỗi lần em đi khai thác thì trèo lên hang đá à? Hang đá nó thấp hơn. Ui, sợ phải con gì đấy nhở? Sâu hay sao ấy? Hưng thì bảo là mặc áo dài tay ấy, cô bác, nóng quá, thành ra là em ấy không có mặc. À, thấy là em vẫn đeo theo một cái áo dài tay này, áo dài tay thì để dưới này. Thế cái mùa có nước thì ở chỗ này có nước sẽ chảy to không? Có. Chảy to à? Vâng, không sang được bên này đâu. À, không sang được á? Không sang được. À. Đây, bây giờ thì cho em Hưng lấy cỏ một chút cô bác. Khi nào mà lấy gần đủ thì anh em sẽ di chuyển là đi về sau. Ui. Con ong sao ấy? Vâng. Bị đốt cái nào không? Không. Không bị à? Vâng. Ông con ong gì? Ong gì không biết. Nó bay nhanh quá em chạy luôn. Bay nhanh quá chạy luôn à? Vâng. Ở trong này thì Hưng nói là có rất là nhiều những cái tổ ong của bác. Thì không phải là tổ ong mật của bác ạ. Thế thì cái chỗ đấy bây giờ chắc là anh em mình không lấy được rồi. Vâng. Anh em mình bây giờ đi lấy chỗ khác không? Không xem, đợi cho nó lắng một tí đã. Đi lấy cỏ như này thì cũng rất là nguy hiểm các bác ạ. Rắn rết này xong là ong mọi cái nữa. Ui, vừa rồi thì sắp chạy không kịp ấy. Thoát hết cả mồ hôi luôn này. Thời tiết còn nắng nữa. Như này thì có cỏ gì trong rừng này ấy? Thế là cứ đi tìm... Có cây cỏ nào thì tươi tươi đi cắt thôi à? Nhìn thấy là... này nó cướt hay là đau lắm. Ủa đi không có bao tay gì luôn. Em đi lấy cỏ thì có bao giờ đeo bao tay không? Không à? Từ từ, đợi xem nhá. Ủa, đấy, cái cây cỏ này thì rất là sắc đấy cô bác ạ. Em Hưng thì rất là chịu khó. Hôm nay thì Hưng đi thì có cầm theo một cái liềm thôi, nếu mà có cái liềm thì là... À, cháu Đức cũng có thể là hộ em Hưng cắt được. Ôi từ từ nhá, đừng đi ra kia nữa Hưng ơi. Đừng đi ra kia nữa. Ôi giời, đầu của Hưng thì dính hết cả cái kia rồi. Đi tắm luôn à? Tắm ở tận đâu? Đây luôn á? Trên kia là sâu hơn à? Ui. Nhưng mà này làm sao mà đi được chỗ này đây Hưng? Ui, chỗ này... Con gì đấy? Con gì đấy? Cái gì? Đâu? Con rắn hay sao? Em bảo dính chỗ này đi là nó nhảy. Đâu? Rắn đâu? Rắn hay là gì không biết? Cái gì rơi rồi? Nóng quá, chắc là anh em phải là đi vào tắm suối một chút cô bác ạ. Nhưng mà cái ao này thì có vẻ như là khe suối này thì có vẻ như là không có tắm được mà. Không được đi xem nào. Hôm nay cháu được đi xuống thì bắt gặp em Hưng. À, phải nói rất là nguy hiểm của bác ạ. Liều mình để mà đi vào đây cắt cỏ. Những cái hang này có sâu không hả Hưng? Không ạ. Không sâu đâu à? Không. Áo đâu rồi? Dưới kia. Ôi cái liềm đấy để đâu rồi? Ở đấy à? Cái gì đấy?
Cái cỏ này thì là ở khe suối như này thì là mình được cắt à? Có phải đất của nhà ai không? Không. Không phải đâu à? Thế một mình em ra những cái khe suối như này lấy cỏ thì em không sợ là gặp tai nạn à? Không. Có lẽ là những cái cảnh này thì là rất là quen thuộc lại đối với lại em Hưng rồi cô bác ạ. Áo vừa rồi thì áo của Hưng thì để đâu ấy? Để dưới kia à? Vừa tắm vừa lấy. Trời thì vẫn còn đang khá là nắng nóng cô bác ạ. Hưng thì ra lấy cỏ rất là sớm. Có thể là hôm nay thì không có ai để mà thuê Hưng làm những công việc khác, cho nên là Hưng là đi ra suối để lấy cỏ về cho bác. Để hôm qua thì bác là giúp Hưng đóng còn thiếu cái tiền để mà tiền người ta bảo là về về lấy tiền lái đấy cô bác. Lái ở đây thì là hiện tại thì sẽ là lái ở ngoài. Còn về cái khoản ngân hàng thì chắc là bây giờ người ta cũng cho em Hưng là đến năm mà em Hưng đủ 18 tuổi thì người ta mới, đến lúc đấy thì bên ngân hàng người ta sẽ mới về thu. Cái khe suối này thì có sâu không chỗ này à Hưng? Có. Chỗ này sâu à? À. Theo như Hưng nói thì có vẻ như là cái lồng lồng trong suối của bác này, chỗ này là rất là sâu. Nhìn thấy là nước là rất là trong xanh. Cẩn thận nha chỗ đấy. Nhìn thấy em Hưng lấy cỏ này thì cảm thấy là rất là nể phục em cô bác ạ. Ở đây thì có thể như là về cái hoàn cảnh thì khiến em ấy liều mình để mà đi lấy được những cái bó cỏ này đi về. Theo như Hưng kể thì là nếu mà lấy được cái cỏ này về cho bác thì là bác cũng trừ vào cái tiền khoản nợ mà bác của Hưng là giúp cho em Hưng là đóng cái phần cái tiền hôm qua cô bác ạ. Cẩn thận Hưng nha. Cẩn thận nha, cẩn thận. Ôi. Cẩn thận chứ. Chỗ này có sâu không hả Hưng? Chỗ này sâu à? Cẩn thận đi. Hay là chỗ này, chỗ kia thì dốc quá thì thôi, đi chỗ khác đi. Dốc quá thì lấy chỗ khác đi, ở bên kia kìa, bên kia đỡ dốc hơn. Xem là thu cỏ về là xem sắp đủ chưa, nếu mà đủ thì đi về đi. Nhìn thấy là trèo lên trên này lấy cỏ nguy hiểm quá này. Đã bị rơi xuống cái này của bác này, rất là may là chỗ này là còn nước đấy. Em là biết bơi à? À, thế thì đi. Sắp đủ bó chưa? Dưới kia có một tí nữa. Thế bây giờ về thì đi về đường nào? Đi qua chỗ này à? Cắt thêm ở đấy nữa à? Từ đấy ra luôn à? Cái bên này thì có sâu không? Chỗ này thì có sâu không?
không sâu đâu à? Thế thì bây giờ lấy cỏ đi xem nào, là đủ bát chưa? Hưng mặc áo về đi. Lấy cái áo đi, áo đâu rồi? Lấy cái áo đâu lâu nhưng nước nó đi hết á. Đấy có vẻ như là em ấy, em Hưng đi vào trong kia cắt là vừa rồi hình như là bị con sâu gió mới sao của bác ra đây. Anh dùng dầu gió bôi cho. Đâu đâu nữa. Vừa rồi thì ở trên kia có con sâu hay sao ấy. Phải không? Ừ. Rồi thế nào nữa? Đi nữa này. Được, sau đi lấy thì phải mặc áo dài tay vào nhá. Ừ. Lấy nhiều quá. Lấy là phải mặc áo vào chứ không là như này là chết đấy, nhìn như là đỏ hết cả người rồi đây này. Đấy, mặc áo vào đi, bây giờ mặc áo vào đi. Đừng có gái nữa, mặc áo vào. Còn chỗ nào đúng không? Chỗ nào bị nó không? Xem cổ em bị không? Cổ không bị đâu, đây. Bây giờ mặc áo vào đi. Mặc áo vào xong là... Nấy có lấy cầm dây theo không? Không. Bây giờ lấy cái gì làm dây? Cái chuối. Cái chuối à? Đâu, ừ. Cái chuối đâu? Thường đi lấy... Xem... À đây này, lấy cái tí này, lấy cái này làm dây này. Đây. Đấy, cái này làm dây này. Đây đây. Để anh buộc ra. Thế là cái chỗ này là em thường hay ra đây để lấy cỏ là nhiều à? Vâng. Chỗ này thì là không thốn đất của nhà ai à? Vâng. À. Hưng mặc áo vào đi nhá, mặc áo tay vào đi. Lấy được những cái bó củi mà đi lấy được những cái bó cỏ này của bác này rất là thấy Hưng đi là rất là nguy hiểm. Có bao giờ đi lấy cỏ mà bị gặp tai nạn chưa? Chưa. Chưa đâu à? Bị cứa chân thì máu. Đâu à? Cái cỏ này à? Liềm. Liềm á? Đưa cái liềm này anh cầm cho. Liềm đâu? Đấy, sau nãy đi lấy cỏ là nắng có thì phải mặc cái áo dài tay này vào này. Ừ. Đi đường thì mặc đấy, nhưng mà đi vào để mà lấy cỏ ấy, lấy củi đấy là bỏ ra bảo là nóng quá. Đây có nước. Nước à? Có, đây. Đây. Một nước đi xong anh em mình đi về thôi. Nhà của Hưng thì là leo qua cái chỗ nhà của người bác ở bên kia, của bác này có một cái nhà đấy, thì qua sang bên kia độ tầm là một cây số nữa thì mới đến. Cầm cái điểm cho. Đây 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 đây. Cái áo này để sau đi lấy cỏ thì phải cầm theo cả dây cả đầy đủ chứ. Thế mà một tí nặng quá thì bảo anh vác một đoạn nhé. Bó cỏ này thì rơi tầm độ tầm bao nhiêu cân? Không đến 10 cân rồi à? Ừ. Cái cỏ thì là mặc dù là nó là thuộc một bó rất to của bác, thế nhưng mà nó cũng rất là nhẹ.
Cái ruộng này của nhà ai thì có vẻ là thửa to đấy nhỉ? À. Nhà này cái bên kia xuống dưới này. Ruộng này thì có vẻ như là nhìn có nhiều ốc ấy nhỉ? Đó. Nhìn có vẻ có những con ốc ấy, con ốc ấy. Đi. Có chỗ này nó có con cá đấy. Con cá? Vâng. Nhưng mà cá đấy là cá lươn là cá trạch. Cá ở suối ấy. Cá ở suối á? Nhưng cá suối làm sao mà nó ở đây được? Cá nó kiểu cá chê á. Nó kiểu cá chê á? Vâng. À. Nhưng mà nó không có râu. À, thế anh biết rồi, anh biết cả đấy rồi. Đây là cá lóc. Đúng rồi. Vừa rồi thì anh hỏi bác của Hưng ấy thì là bảo là Hưng đang lấy cỏ ở khe suối này. Thế là anh mới ra đây, nhìn thấy Hưng là lấy cỏ bên kia. Ở đây thì những cái thước phim mà chú Lực chia sẻ lên là cái thước phim đời thực của em Quân, của em Hưng sau khi mà không có người bố ở bên cạnh nữa. Bây giờ thì phải qua cái nhà này đi một đoạn nữa thì mới đến được. Thế là tối nay là em ăn cơm ở nhà bác luôn chứ tối nay ấy? Thế em thì gạo với lại mắm muối mì chính thì vẫn còn đủ cả không? Vẫn có đủ cả đúng không? Lúc nào mà gạo hết thì bảo với anh nhá. Để anh mua gạo cho Hưng. Em đi là ôi tà mã. Ờ vé à tá. Vé à tá. Vô rồi, vô rồi. Ủa bé à tá bà đang ăn chưa? Bố à. Bà con ở trên vùng cao thì ai ai cũng rất là nhiệt tình của bác ạ. Mình chỉ cần đi qua trước cửa nhà thôi thì cũng đều là gọi đi vào uống nước. Rất là thân thiện. Nhưng mà ở trong đó thì vẫn có người rất là xấu tính các bác ạ. Hay soi mói người khác. Với lại hay là ghen ăn tức ở nữa. Ra mày ông. Lắm rồi ạ. Phải ảo à? Lắm rồi kìa lúc. Phải ảo à? Phải đang chứ? Lắm rồi mà. Phải ảo à? Phải đang chứ? Lắm rồi, nó nguyên phẩy mà. Phải đang chứ ạ? Vô đang. Làm rồi chứ ạ? Làm rồi hốc căng chứ. Đấy. Cô phải ảo à? Thấy ai ai cũng rất là nhiệt tình các bác ạ. Thấy nhá. Bảo là rủ đi uống nước không đi là còn là kéo ấy. Nhà bác vừa rồi thì Hưng có biết không? Có. Có à? Là bác đấy. Đấy là bác. Đấy là bác à? Ừ. Bác có phải trong họ hàng không? Có. Có họ hàng nhưng mà không phải là bác ruột nhưng mà vẫn thương em. Thế là bác có hay giúp đỡ cái gì không bác ấy? Có. Thường thường là em đi lấy cỏ là vác to hơn hay là vác nhỏ? Vác đều là đều vác như này. To hơn à? Ừ. Hôm nay có anh là về sớm hơn. Có anh là về sớm hơn á? Ừ. Thế nhưng mà không có anh thì lại về muộn hơn à? Ừ. Em Hưng thì hay đi ra những cái khe suối bên kia để mà lấy cỏ. Ôi, nhưng cái cung đường mà em đi lấy cỏ thì cũng rất là xa đấy nhỉ? Ừ. Không phải là gần đâu các bác ạ. À.
đi toàn là đi vào tận là những cái khe suối ở tận kia thôi, gọi là đi vào trong rừng để lấy thôi. Nhà của em Hưng thì là tít ra bên kia thêm một đoạn nữa cô bác thì mới đến. Nếu mà Hưng Nguyên đi lấy cỏ là một ngày là em lấy được tầm độ bao nhiêu bó? Hai bó. Có mệt không? Nếu mà mệt thì để anh vác một đoạn thôi. Không cần đâu, em vác được. Nếu mà một mình đi lấy như này thì có sợ không một mình nhé? Không. Không sợ à? Ừ. Em đi biết đi lấy cỏ từ năm bao nhiêu tuổi rồi? Năm thì trước em học, trước em còn học lớp 3, lớp 2, lớp 3. Giờ đấy đã biết đi lấy cỏ rồi ạ? Vâng. Thế là cỏ này? Cùng bố đi. À. Lúc đấy còn nuôi con bò. À. Cái cỏ lá bây giờ để nhà bác luôn chứ. À, để trong nhà luôn à? À. Ôi, nhà bác của Hưng thì cũng có vẻ như là nhà thì cũng rất là thấp nhỉ. Ở trên kia là chắc là nuôi gà. Nhưng mà không có gà nữa đâu. Không có gà nữa? Thế là gà là có hết rồi à? Hôm nọ đám ma mổ nhiều. Mổ nhiều à? Là hôm nọ là bác cũng hộ Hưng là làm đám ma cho bố à? Có vẻ như là bác là hộ làm đám ma cho bố xong thì nhà thì cũng không còn gì nữa luôn cô bác. Thì thấy là những cái cột nhà của bác của em Hưng ấy thì phần ở đấy nha cô bác này cũng đệm rất là nhiều những cái cột đá thì mới chắc được. Bên này thì có vẻ như là mọt hết rồi. Còn là nếu mà nhìn thấy từ xa thì có vẻ như là nhà là nghiêng khá là nhiều. Có vẻ như là bác của Hưng thì cũng không có ai ở nhà rồi nhỉ. Thế là mỗi lần là em lên là hay lên đường này là nhiều à? Vâng. Nhưng mà em mà lên đường này nhiều thì thành ra là nếu mà để cái gì ở trong nhà là sẽ bị mất hết đấy cô bác. Đây thì cũng thấy Hưng là để một cái cầu thang khá là nhỏ này. Để vào trong nhà của Hưng thì trống trơn trống trải luôn cô bác. Không có một cái món đồ gì cả. Hôm trước thì cũng được là chị Giáng My là mua cho em Hưng là nệm này nhé. Nhưng mà khi mà thấy em Hưng giải đấy là đêm là ai về trộm mất là cũng không biết. Bây giờ em nhìn thấy cảm thấy là ngôi nhà của mình như kiểu là một cái ngôi nhà mà hoang vu không? Có. Ở trong thì có vẻ như là cảm giác cũng rất là u ám của bác ạ. Như kiểu là không có ai để ở đấy, cảm giác như là một mình của Hưng ấy. Thì một cái em mà cũng bé nhỏ thành ra là cũng không thể mà làm ấm áp được cái ngôi nhà của mình. Thế thứ hai thì em Hưng là đi làm cái gì thì cũng để mà tiết kiệm hàng tháng để mà nộp cái phần khoản lãi ở bên ngoài. Ở bên ngoài của Hưng thì nợ một số tiền cũng rất là lớn, hàng tháng thì là người ta về lấy là 400.000 rồi. Một tháng thì Hưng thì kiếm tiền thì liệu là ở quê thì có đủ để mà đóng tiền lãi khoản nợ không? Không. Không đủ á? Vâng. Nhưng mà nếu mà tháng nào mà có công việc nhiều ấy thì là vẫn đủ đúng không? Vâng. Tầm mà tháng này thì cũng người ta cũng ruộng nương thì cũng làm xong hết rồi, chỉ có đi lấy củi thuê thôi. Vâng.
lấy củi thê thì có ngày thì người ta thuê và có ngày thì người ta lại không có thuê cô bác ạ. Thành ra là nếu mà thiếu thì là bác của Hưng lại sẽ lại bù về cho. Bác của Hưng thì ở nhà là có làm thêm công việc gì không? Bác ở nhà lấy cỏ cho bò với lại đi làm nương làm ruộng. Làm nương làm ruộng này à? Ừ. Thế hôm nay bác đi phát nương. Phát nương à? Ừ. Thế hôm nay là em không đi hộ bác à? Vâng. Đi hộ bác lấy cỏ. À, đi hộ bác lấy cỏ rồi. Sáng thì đi cùng phát. À, thế là đến chiều thì em mới lại đi lấy cỏ. Vâng. Thế là buổi tối là ăn cơm nhà bác xong thì là một mình em khác ra đây để ngủ một mình. Vâng. Đến cái mùa mà không có mưa, không có báo, không có lạnh các bác thì chẳng ấy ảnh hưởng gì cả. Đấy, đấy nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà đến cái mùa gió báo về thì ở trong ngôi nhà thì rất là sợ. Trước thì em Hưng có nói là đến một bữa ấy, thì là cùng bố là trốn đi dưới gầm sàn để ở. Nhưng mà đến năm nay thì cơn lũ, cơn báo năm nay thì là Hưng là sẽ gọi là một mình là khác trốn chạy rồi. Vậy có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ là tới đây thôi cô bác. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ được sự yêu quý đón nhận của các bác giúp đỡ cho em Hưng một khoản. Có thể là khoản bên ngoài cô bác ạ. Khoản bên ngoài thì hàng tháng là bây giờ giả nợ giả tiền lãi rất là nhiều. Sợ là nếu mà không giả ấy, thì là lái mẹ là đẻ lái con luôn. Đấy, còn như hôm qua thì người ta nói bảo nếu mà không giả được thì là sẽ lấy cái gì của em đi? Sổ đỏ. Là lấy sổ đỏ đi à? Vâng. Thế nếu mà lấy sổ đỏ đi thì liệu là cái đủ cái đất, cái số đất đấy thì có đủ giả, có đủ cái số tiền 27 triệu hay không? Có sao ấy. Có à? Ừ. Có thể là thiếu một chút hay là có thể dư ra một chút cô bác. Đấy, nhưng mà người ta không có để cho em Hưng qua cả, người ta vẫn phải đòi. Đấy, có lẽ là hôm nay thì cháu được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu chào các bác ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.